Hôm nay ngày 29 tháng 10. 20 tháng 28 tháng 10. Vâng. Hôm Bồng Đồ Vũ Tuần 8 xin kính chào quý khách, và hôm nay là 8 giờ sáng ngày 28 ngày 29 tháng 10 dương lịch, và tôi đã có mặt và kê bộ đồ gồm có chiếc sập ngồi và chiếc sập thờ, và kèm theo một kệ tivi cho nhà bác Sáng ở khu mấy Hiền Đa đây anh nhỉ? Vâng, khu 1 Hiền Đa. Và vâng, kia là rất là đẹp không anh? Không gian là đẹp đấy. Ông Bác Sáng là chủ tịch hội nông dân toàn thể ở khu 1 xã Hiền Đa đây. Vâng, hôm nay tôi đã đến 8 giờ sáng, ngày hôm nay là ngày 29 tháng 10 dương lịch. Và tôi đã kê bộ đồ sản phẩm cho anh, gồm một chiếc sập 1m6 2m là gỗ gụ, và một chiếc sập thờ bằng gỗ mít chân 14, và một chiếc kệ tivi. Vâng. Xem không gian rất là đẹp anh ạ. Còn đây chủ nhân là bác Sáng đây. Khu 1 xã Hiền Đa. Vâng. Tiến chủ. Vâng, còn chị đâu nhỉ? Không, không có. Nhìn được không bác? Đó, nhìn này con này thôi. Đấy, tiến tới anh còn phải làm một bộ tần thủy hoàng nữa kê bên góc nào. Còn anh chờ nhà tài trợ là con trai của anh đây là cái đấy, đang ngồi đây là anh nhà tài trợ chính đấy, kèm theo đôi độc bình nữa. Vâng, trong dự án của anh là sang tháng anh sẽ làm một đôi độc bình kê ở kia hai bên góc bàn thờ, và bên này là một bộ bàn ghế tần thủy hoàng bằng gỗ hương đá này, quá đẹp mà. Này, màu mè như này là đúng rồi đúng không anh? Vâng, rất là sáng đây, toàn cảnh không gian anh đây. Màu này nó sáng gọi màu cánh gián nhà. Và anh chị là rất ưng ý với cái màu sơn cũng như chất liệu gỗ và các đường nét, là anh rất là ưng ý, rất đẹp. Và xin chào quý vị nha. Vâng, xin cảm ơn vợ chồng anh Sáng nhá. Vâng, đã dùng bộ sản phẩm của đồ gỗ Tùng Tám nha. Em xin cảm ơn, và hẹn tháng sau anh sẽ kê tiếp một bộ nữa là bộ ghế tần thủy hoàng, còn đang chờ nhà tài trợ. Vâng, xin cảm ơn anh.